Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thì em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn theo dõi video thật nhiều niềm vui bên gia đình cùng người thân yêu. Hiện tại thì em đang có mặt tại một cái tiệm đồ cũ ở trung tâm thủ đô Tokyo. Và trong cái tiệm đồ cũ này thì nó có rất nhiều những cái sản phẩm đặc sắc và em hy vọng quý vị và các bạn sẽ theo dõi được hết video. Và cái sản phẩm đầu tiên như quý vị và các bạn đang thấy đó là một chú robot Alpha 1 Pro đang là chào bán với mức giá là 22.000 yên. Đây là một sản phẩm rất thích hợp để quý vị và các bạn mua tặng các em trẻ đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Và chiếc robot này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 7 triệu. Với mức giá là 7 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và kế đến đó là một cặp loa Bose 301 Series 2 monitor như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Loa đang được chào bán với mức giá là 27.500 yên tại Nhật. Và cặp loa này thì có một điều rất là đặc biệt, đó là loa còn nguyên cả giá treo như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và với một cái giá treo như vậy thì về Việt Nam quý vị và các bạn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí rất là lớn. Và điều đặc biệt nữa là cặp loa này là nó còn nguyên cả cái vân bát vẫn chưa bị thay thế quý vị nhé. Vân vẫn là vân zin theo loa luôn. Và ở góc quay này thì quý vị và các bạn thấy được là cái tuyến bát của loa rất là đều màu nhau. Nó rất là đều màu. Thì điều đó chứng tỏ cặp loa vẫn còn rất là đẹp. Và gia chủ người ta sử dụng cặp loa này thì người ta cũng rất là cẩn thận. Và cặp loa này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 10 triệu. Với mức giá là 10 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 10 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà. Và trở kháng của loa là 8 ohm và công suất cực đại là 250W một quả. Và tổng công suất của loa là 500W. Đây là một công suất rất thích hợp để các bác chơi là karaoke. Một công suất rất tuyệt vời, rất lớn. Và kế bên đó là một cặp loa Bose 201 Series 5. Như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình, loa còn nguyên cả thùng xốp. Và cặp loa này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 8 triệu. Với mức giá là 8 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 8 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Loa còn nguyên cả thùng xốp thì tất nhiên là độ đẹp sẽ rất là tuyệt vời. Và tiếp tục chương trình thì em sẽ quay một cặp loa Bose 301 chỉ đỏ như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và cặp loa này thì chúng ta vẫn thường gọi với một khái niệm nữa. Đó là Bose 301 AV. Cặp loa rất là đẹp luôn. Và điều đặc biệt của cặp loa này là nó cũng vẫn còn giá treo quý vị nhé. Và cái giá treo ở đằng sau như quý vị và các bạn đã thấy. Và với cái giá treo này thì về Việt Nam quý vị và các bạn vẫn tiết kiệm được một khoản chi phí rất là lớn. Và một tay thì em cầm máy em quay và một tay thì em cố gắng em tháo cái e-căng của loa ra để quay và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Nhưng rất tiếc là cái e-căng họ lắp rất là chặt cho nên em không tháo được. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua con loa Bose này thì em sẽ đến tiệm em lấy và em sẽ chụp ảnh chi tiết rõ ràng để gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Và cặp loa Bose này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 16 triệu 500. Với mức giá là 16 triệu 500 là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 16 triệu 500 ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào cả. Nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà. Và khi quý vị và các bạn ship code thì em xin thông báo là em sẽ không bao có tiền cước nội địa quý vị nhé. Và em đang cố gắng là em quay cái số series của loa để quý vị và các bạn cùng quan sát được. Và số series của loa là 0062A. Và em sẽ cố gắng em quay xem là cái cặp loa này nó có trùng số series hay không. Đặc biệt là nó có số series liền kề hay không. Và cặp loa thứ hai đó là số series 0210B. Như vậy là rất lấy làm tiếc là cặp loa này nó không có số series trùng nhau quý vị nhé. Và điều đó thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Bởi vì gặp được những cặp loa có số series liền kề rất là hiếm. Và bù lại thì cặp loa này, cái tuyến loa bên ngoài rất là đẹp, rất mới. Và nó còn nguyên cả giá treo như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và với mức giá là 16 triệu 500 là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 16 triệu 500 ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Và tiếp tục chương trình thì em sẽ quay một cặp loa Bose trợ lời 125 như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Loa không có chân quý vị nhé. Và cặp loa Bose này thì em xin thông báo nhanh là em bán về Việt Nam với mức giá là 7 triệu. Với mức giá là 7 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 7 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào cả. Và tiếp tục chương trình thì em sẽ quay một cặp loa rất là đẹp của hãng Daytoner DS600Z. Và điều đặc biệt là cặp loa này nó còn nguyên cả chân đế quý vị nhé. Và với cái chân đế như vậy thì về Việt Nam quý vị và các bạn cũng không cần phải đóng chân đế nữa. Và đó là một khoản tiết kiệm rất là lớn quý vị nhé.
như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và cái nhược điểm duy nhất thì quý vị và các bạn đang thấy đó là cái e-căng của nó hơi sần sùi một chút. Về quý vị và các bạn lấy cái bật lửa hơ thì chúng ta sẽ hết. Và điều đặc biệt là cái vân bát của cặp loa này, cái độ đàn hồi của vân bát rất là tốt quý vị nhé. Như quý vị và các bạn đang thấy em kiểm tra cái vân bát thì khi mà em miết tay đến đâu thì cái vân bát nó đàn hồi lại đến đó ngay. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái vân bát này nó chưa bị khô, chưa bị cứng quý vị nhé. Và cặp loa này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 18 triệu. Với mức giá là 18 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 18 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và đây là cặp loa Daytona DS77HR đang được chào bán với mức giá là 22.000. Máy được bảo hành 6 tháng quý vị nhé. Và cặp loa này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 16 triệu. Với mức giá là 16 triệu là em cũng sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Vân bát vẫn còn rất là mềm quý vị nhé. 16 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận tay. Và cặp loa này thì nó sở hữu 3 đường tiếng, một tép đôm, một trung đôm và một bát có kích thước 30 lòng ngoài. Và công suất cực đại của cặp loa này là 200W một quả. Và tổng công suất của cặp loa này là 400W quý vị nhé. Loa này thì quý vị và các bạn rất thích hợp để dùng loa để karaoke hoặc là chúng ta có thể dùng loa để chơi DJ cũng rất là tuyệt vời. Và tiếp nối chương trình thì em sẽ tiến ra cái khu vực mà người ta kê những chiếc Equalizer, đặc biệt là những chiếc âm ly và những chiếc rè của Mark Intock. Thì đầu tiên thì em đang quay một chiếc Equalizer rất là nổi tiếng của hãng Sunsui và nó có model là SE80 như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và chiếc Equalizer này như quý vị và các bạn đang thấy máy màu đen và ở giữa của Equalizer thì nó có đồng hồ giọt nước. Và chiếc đồng hồ giọt nước này thì nó sẽ nhấp nháy theo giai điệu của âm nhạc khi quý vị và các bạn kết nối với âm nhạc. Và chiếc Equalizer này thì em sẽ lấy về nhà. Và quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc Equalizer này thì xin vui lòng cứ chụp màn hình lại sau đó nhắn tin vào Zalo cho em. Em sẽ gửi thêm cho quý vị và các bạn một số những hình ảnh để quý vị và các bạn tham khảo. Và chiếc Equalizer này thì em sẽ quay cái số series. Ngay sau đây thì em sẽ hạ máy xuống và em sẽ quay cái số series để quý vị và các bạn biết được số series của Equalizer. Và sau khi quý vị và các bạn nhận hàng thì quý vị và các bạn hãy cố gắng so sánh cái số series ở đằng sau để quý vị và các bạn thấy được là đây là chiếc Equalizer mà em đã mua ở tiệm, em bán cho quý vị và các bạn. Và chiếc Equalizer này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 6 triệu. Với mức giá là 6 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 6 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và số series của Equalizer là 21596 và công suất của Equalizer là 14W. Chơi ở điện 100V và dài tần của Equalizer là từ 50 đến 60Hz. Đây là một chiếc Equalizer rất mới, rất đẹp luôn. Em xin thông báo lại là với mức giá là 6 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý anh chị và các bạn. Ngoài 6 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và tiếp tục chương trình thì em sẽ quay một chiếc âm ly rất là nổi tiếng của hãng Lachman và nó có model là L309V. Đây là một chiếc âm ly xuất âm tụ rất là nổi tiếng của hãng Lachman. Và chất âm của chiếc âm ly này thì em không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Nhưng có điều đó là cái mặt phay nhôm và tất cả các lúm vi tinh chỉnh của âm ly rất là đẹp, rất bóng và bẩy luôn. Và chiếc âm ly này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 26 triệu. Với mức giá là 26 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý anh chị và các bạn. Ngoài 26 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà. Còn khi quý vị và các bạn ship code thì em xin thông báo là em sẽ không bao có tiền cước lộ địa quý vị nhé. Một chiếc âm ly rất nổi tiếng của hãng Lachman. Và kế bên là một chiếc rè của Mark Intock C34 đang được chào bán với mức giá là 220.000 yên. Và chiếc rè này em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 48 triệu em đóng đường bay. Và tiếp tục vẫn là một chiếc rè của Mark Intock C27 đang được chào bán với mức giá là 121.000. Và chiếc rè này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 33 triệu. 33 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý chị và các bạn luôn. Ngoài 33 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào ạ. Và ở dưới là cái Luckit A3500, em bán đường bay với mức giá là 26 triệu. 26 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 26 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và kế bên là một cái Luckman MQ60. Cái này em bán về được Việt Nam với mức giá là 32 triệu đường bay quý vị nhé. 32 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà. Và tiếp tục một cái Luckman A3600, em đóng đường bay là 28 triệu quý vị nhé. 28 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý anh chị và các bạn luôn. Máy rất đẹp luôn ạ. Tất cả những bóng vẫn còn nguyên theo của âm ly quý vị nhé. Và kế bên là một chiếc Luckman A3500. Em đóng đường bay với mức giá là 32 triệu. 32 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý anh chị và các bạn. Giá trên là giá về tận tay quý vị nhé. Khi quý vị và các bạn chuyển khoản đủ là em sẽ bao ship về tận tay luôn.
Và ở trên đây là một số những chiếc âm ly bóng đèn rất là nhỏ thôi, nhưng mức giá cũng rất là cao. Và nếu như quý vị và các bạn ưng được cái nào thì quý vị và các bạn cứ chụp màn hình lại, sau đó em sẽ báo giá cụ thể. Và giá của nó dao động từ 7 triệu, rồi 8 triệu, rồi 10 triệu cũng có quý vị nhé. Và tiếp tục chương trình thì em sẽ quay một chiếc âm ly 607LXTRA có công nghệ LABT rất là nổi tiếng của hãng Sơn Xui, như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Hai bên hai hồi gỗ rất là đẹp. Và chiếc âm ly này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 10 triệu. 10 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 10 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và ở dưới là cái Sơn Xui AU Alpha 707MR. Và điều đặc biệt là những cái lúm tinh chỉnh của chiếc âm ly này nó bị bắt sơn quý vị nhé. Và sau khi em đã lấy tay em kỳ đi thì nó hết, em đã kỳ thử rồi. Và chiếc âm ly này sau khi về thì em sẽ tẩy trang lại. Và ở góc bên trái thì nó bị vỡ một miếng sơn mica. Đây, ở góc này bị vỡ miếng. Và chiếc âm ly này thì em báo về Việt Nam với mức giá là 18 triệu là em sẽ đóng đường biển quý vị nhé. 18 triệu em đóng đường biển. Và ở dưới là cái 607D XDKD. D607 XDKD. Và chiếc âm ly này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 10 triệu. 10 triệu là em cũng sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 10 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ là em sẽ bao ship đường biển về tận nhà. Vâng, và tiếp tục chương trình thì em sẽ tiến vào cái khu vực mà người ta kê những bộ loa rất là đẹp trong cái tiệm đồ cũ này. Và như hình ảnh quý vị và các bạn đang theo dõi thì ở trong tiệm có rất nhiều những cặp loa đặc sắc. Và ngay sau đây thì em sẽ tiến lại gần và em sẽ quay chi tiết từng cặp loa để giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trong quá trình quý vị và các bạn theo dõi video, có một số những sản phẩm mà em quay chưa được kỹ càng thì em cũng kính mong toàn thể quý vị và các bạn thông cảm. Và đây là cặp loa Daytoner DS 2000 như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Loa sở hữu 3 đường tiếng, loa rất đẹp luôn ạ. Và cặp loa 2000 này thì em chưa thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 24 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà. Và đây là cặp loa JBL 4343B, loa rất là đẹp luôn, đang là chào bán với mức giá khoảng gần 80 triệu tiền Việt tại Nhật. Và cặp loa này thì họ để cái e căng ở đằng sau. Và ngay góc quay này thì em sẽ lấy cái e căng để em quay và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Và điều đặc biệt là cái tuyến loa của cặp loa này rất là đẹp quý vị nhé. Vâng, và đây là cái e căng thì anh quản lý anh đã cất ở trong đây. Và ngay sau đây thì em sẽ lấy cái e căng để em quay và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn thấy được độ đẹp cũng như độ bóng bẩy của chiếc e căng này. Loa rất đẹp và e căng của loa vẫn rất đẹp luôn. Và cặp loa này nếu như quý vị và các bạn mà đi đường biển thì mức giá của nó khoảng 120 triệu. 120 triệu là đi đường biển quý vị nhé. Loa có trọng lượng khoảng 80kg một quả và tổng trọng lượng của cặp loa này là 160kg. Rất là nặng luôn. Nhưng có điều em rất lấy đáng tiếc là cặp loa này đã bị thay cái vân trung trầm và thay cái vân bát. Đó, những cái nhược điểm và cặp loa này nó như thế nào thì em cũng giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Vân của trung trầm và vân bát đã bị thay thế quý vị nhé. Và khi mà em mô tả như vậy thì quý vị và các bạn cũng có thêm những sự lựa chọn dành cho riêng mình. JBL rất là đẹp luôn, đang là chào bán tại Nhật với mức giá khoảng gần 80 triệu quý vị nhé. Và nếu như quý vị và các bạn muốn đi đường biển thì cặp loa này nó có mức giá khoảng 120 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý anh chị và các bạn được. Loa được sản xuất năm 1981, đang được bảo hành 6 tháng tại Nhật, rất đẹp luôn. Và kế bên là cặp loa Tannoy Super Red Monitor SRM15X, đang được chào bán với mức giá là 297.000 yên, rất là cao luôn. Và cặp loa này thì đặc biệt là cái vân bát người ta cũng đã thay thế lại quý vị nhé. Vân bát vẫn không phải là vân zin theo loa. Và sau khi em kiểm tra và em hỏi anh quản lý thì anh quản lý cũng xác nhận lại rằng là cặp loa này đã bị thay vân bát. Và đó là những cái gì mà em đã, loa nó có như thế nào thì em cũng miêu tả như vậy. Nhưng mà cặp loa này thì cái hồi gỗ của cặp loa vẫn còn rất đẹp quý vị nhé. Và cái e căng của loa thì người ta đã tháo và người ta để xuống để em quay cái tuyến loa bên trong. Loa rất đẹp luôn. Vân bát đã bị thay thế quý vị nhé. Vân bát không phải là vân zin theo loa nữa. Và cặp loa này đang được chào bán với mức giá là khoảng gần 50 triệu tiền Việt tại Nhật rồi. Và đây là cặp loa Electrovoice, rất là hiếm quý vị nhé, đang được chào bán đến mức giá là 110.000 yên. Cặp Electrovoice này thì còn nguyên bản này. Em đã kiểm tra qua, sơ lược qua thì em thấy nó còn nguyên bản. Và tính nguyên bản của cặp loa Electrovoice này rất là tuyệt vời. Loa sở hữu 3 đường tiếng, một trung, một tép và một bát có kích thước 30 quý vị nhé.
Và cặp loa này thì Vân bắt vẫn là Vân zin theo loa, và em đã nghe thử một đoạn test thì chất âm rất là hay, nghe cực kỳ phê luôn, nghe rất là tuyệt vời. Quý vị và các bạn thấy Vân bắt của nó rất là khôn, và điều đặc biệt là cái thùng gỗ của cặp loa này cũng rất đặc biệt, rất đẹp quý vị nhé, gỗ rất đẹp luôn. Và cặp loa này đang được chào bán với mức giá tại Nhật là khoảng gần 18 triệu tiền Việt tại Nhật. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua cặp loa này thì em cần phải lấy về, sau đó thì em cân trọng lượng hẳn hoi, và lúc đó em sẽ báo giá cụ thể, sẽ rất chính xác đến toàn thể quý vị và các bạn. Nhưng nếu cặp loa này mà đi đường biển thì mức giá của nó là khoảng, cặp loa này nó có trọng lượng là khoảng 40 kg một quả, và sau khi đóng thùng thì cặp loa này nó sẽ có trọng lượng khoảng 90 kg. 90 kg mà đi đường biển về đến tận tay cho quý vị và các bạn thì cước quốc tế khoảng 9 triệu, và cước nội địa mất 2 triệu nữa là 11 triệu. 11 triệu cộng với 18 triệu tại Nhật là khoảng 29 triệu rồi, 29 triệu chưa nói tiền vật tư đóng thùng và chưa nói tiền công cán. Cặp loa này nếu như chúng em đóng thùng thì mất lửa buổi, nghĩa là mất nguyên lửa ngày để đóng cặp loa này. Thì quý vị và các bạn thấy vật tư đóng thùng của cặp loa này rơi vào khoảng 2 triệu và tiền công cán lửa ngày nữa, thì quý vị và các bạn thấy thì cặp loa này nó sẽ độn lên rất là nhiều. Và giá thành của cặp loa này sau khi đi đường biển về đến tận tay cho quý anh chị và các bạn thì nó dao động khoảng gần 40 triệu. Gần 40 triệu cặp loa này, rất là tuyệt vời. Và ở đây là người ta đang kết hợp với một chiếc âm ly đèn của hãng TOD. Và sau khi em nghe thử bản test, chất lượng âm thanh của cặp loa Electrovoice rất là tuyệt vời luôn. Em chưa từng nghe, thì em sau khi mà em nghe thì em rất là cảm kích về chất lượng âm thanh của cặp loa Electrovoice này. Và giá ấy, lúc vừa em đã thông báo sơ qua là khoảng gần 40 triệu đi đường biển quý vị nhé. Và ở dưới là cái Luckman DU7i đang là chào bán với mức giá khoảng gần 18 triệu tiền Việt tại Nhật. Mức giá cũng rất là phải chăng. Và ở dưới đây là có một cái rè của Akufei C280 đang là chào bán với mức giá là 253.000 yên. Một cái rè rất là đẹp của hãng Akufei. Và mức giá người ta đang bán tại Nhật dao động khoảng gần 40 triệu tiền Việt tại Nhật. Và cái rè này nếu như đi đường bay thì về đến tận nhà cho quý vị và các bạn nó có mức giá khoảng 50 triệu. 50 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Còn cái Luckman DU7i em bán đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn là 28 triệu quý vị nha. 28 triệu là em đóng đường bay về tận nhà. Ở đây thì nó có cặp loa của Daytoner DSV3000 như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Giá xuất xưởng của loa là 900.000 yên và hiện tại đang là chào bán đến mức giá khoảng gần 60 triệu tiền Việt tại Nhật. Loa rất đẹp quý vị nha. Đặc biệt là cái vân bát vẫn còn rất là mềm, sờ vào rất là thích tay. Cặp loa này thì có chất âm rất là hay. DSV3000, một thương hiệu rất là nổi tiếng của hãng Daytoner. Và cặp loa này nếu như quý vị và các bạn đi đường biển thì nó mức giá khoảng gần 70 triệu. Gần 70 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý anh chị và các bạn. Một mức giá cũng rất là kinh khủng so với cặp loa của Daytoner. Và tiếp tục chương trình thì em sẽ quay camera ra cái khu vực mà người ta kê một cặp loa cổ của hãng JBL. Và loa model là JBL S101 như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Lưới của loa là lưới hoa thị, lưới gỗ hoa thị rất là đẹp luôn. Và điều đặc biệt là cặp loa này nó còn nguyên bản 100% quý vị nhé. Từ cái vân bát, từ cái e-căng của loa vẫn còn nguyên bản. Giá xuất xưởng là 596.000 yên quý vị thấy không ạ? Và đang được chào bán mức giá khoảng gần 27 triệu tiền Việt tại Nhật, mức giá cũng rất là phải chăng. Và mặt trên của loa được làm bằng đá, rất đẹp quý vị nhé. Loa sở hữu hai đường tiếng, một chung kèn, một tép kèn và một bát có kích thước khoảng 30. Bát của nó là vân bát mút xốp quý vị nhé. Và điều đặc biệt là cặp loa này có tiếng bát rất là uy lực quý vị và bạn đã từng nghe cặp loa này. Thì tiếng bát của nó rất là phê, loa cổ mà. Và lưới e căng của loa là lưới gỗ, e căng gỗ hoa thị rất là đẹp. Và ở góc quay tiếp theo thì em cố gắng để em quay cái e-căng để quý vị và các bạn thấy được độ đẹp. Và đây là cái, vừa rồi thì em đã quay cả cái số của loa. Và đây là cái vân bát như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Vân zin theo loa luôn quý vị nhé. Và rốn của nó, rốn bát rất nhỏ. Đặc biệt là khi quý vị và các bạn chơi những cặp loa của JBL, đặc biệt là những dòng loa cổ của JBL, thì quý vị và các bạn để ý thấy rằng là tất cả những dòng loa cổ của JBL người ta thiết kế cái rốn bát rất là nhỏ. Bởi vì cái rốn bát rất là nhỏ thì quý vị và các bạn sẽ thấy được là cái chất bát nó đưa ra rất là ấm và rất là đậm, rất sâu. Đó là lý do tại sao các bác chơi audio, đặc biệt là các bác đam mê về những cặp loa cổ thì các bác rất là thích những cặp loa mà nó có rốn bát nhỏ quý vị nhé. Và điều đặc biệt nữa là cặp loa này
thì cái lưới cái e-căng hoa thị rất là đẹp luôn. Và cặp loa này nếu như quý vị và các bạn mua thì chúng em cần phải lấy loa về và chúng em cân trọng lượng là bao nhiêu thì lúc đó em sẽ báo giá chính xác đến toàn thể quý vị và các bạn. Và ở kế bên là cặp loa Pioneer SS7000. Và đây là cặp loa BVK 683S2 đang được chào bán đến mức giá là 154.000 yên. Và so sánh tỷ giá hiện tại thì nó có mức giá khoảng gần 30 triệu tiền Việt tại Nhật. Và cặp loa này nếu như đi đường biển về đến tận tay cho quý anh chị và các bạn thì mức giá của nó cũng phải gần 50 triệu thì mới làm được. Một cặp loa rất là nổi tiếng của hãng BVK. Và nhắc đến loa của BVK thì em không cần phải giới thiệu quá nhiều về chất âm nữa, bởi vì cái thương hiệu BVK đã quá là nổi tiếng so với quý vị và các bạn đã từng thấy rồi. Và loa sở hữu 3 đường tiếng, 2 bát, 1 trung và 1 siêu tép, rất là đẹp luôn. Cặp loa rất là đẹp và tất cả các tuyến loa của cặp loa này đều rất là đẹp luôn quý vị nhé. Loa rất là đẹp và rất là hiếm khi gặp được những cặp loa BVK 683S2 mà nó còn đẹp như vậy. Loa đang được bảo hành 6 tháng tại Nhật, rất là tuyệt vời. Và trong cái tiệm này thì em đã quay hết video. Và ngay sau đây, sau khi kết thúc trong cái tiệm này thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái sản phẩm cuối cùng của video. Đó là một chiếc âm ly rất là nổi tiếng của hãng Sunsui. Và logo model là Sunsui AU Alpha 907 Limited. Đây là một chiếc âm ly được sản xuất để kỷ niệm thành lập của hãng Sunsui. Và đối với dòng Limited bản giới hạn thì quý vị và các bạn thấy được là những bản giới hạn bao giờ chất âm của nó sẽ rất là hay. Và tại sao vì nó hay? Bởi vì những bản giới hạn đó là những bản kỷ niệm của hãng. Thì tất nhiên hãng Sunsui người ta sẽ tập trung tất cả những đội ngũ kỹ sư xuất sắc nhất của hãng để người ta tập trung vào, người ta sản xuất những chiếc âm ly Limited để chào mừng kỷ niệm ngày thành lập của hãng Sunsui. Và đó là lý do tại sao trong giới chơi audio rất nhiều các bác rất là thích sưu tầm những chiếc âm ly Sunsui có chữ Limited hoặc là những chiếc âm ly Đài Loan có chữ Limited. Đặc biệt là những chiếc âm ly mà có chữ Limited có nghĩa là bản giới hạn ấy, thì các giới chơi ở audio săn đón rất là nhiều. Và chiếc âm ly này thì em đang phối ghép với cặp loa JBL4344B. Và sau khi em nghe thử một đoạn thì chất âm rất là tuyệt vời, rất hay luôn. Không khác gì những chiếc âm ly bóng đèn. Và có cảm giác như là em đang ngồi trước một bộ audio high-end ấy. Rất là tuyệt vời luôn, âm rất trong trẻo, rất nhẹ nhàng. Tất cả những đạo cụ của nhạc cụ nó thể hiện rất là tí tách, rất rõ ràng luôn. Và đây là một chiếc âm ly rất đáng để chơi. Và chiếc âm ly này đang được chào bán với mức giá là khoảng 245.000 yên tại Nhật quý vị nhé. Một mức giá cũng rất là cao. Và chiếc âm ly này nếu như quý vị và các bạn đi đường biển thì em sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý vị và các bạn là 50 triệu. Với mức giá là 50 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà. Ngoài 50 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Một chiếc âm ly rất là nổi tiếng của hãng Sunsui. AU Alpha 907 Limited, máy màu vàng chanh, hai bên hồi gỗ rất là đẹp luôn. Máy cực kỳ đẹp quý vị nhé. Em đã kiểm tra tất cả những thông số kỹ thuật của chiếc âm ly này. Và sau khi em nghe thử một bản test thì chất âm của nó đem lại rất là tuyệt vời. Và một xíu nữa ở góc quay tiếp theo thì em sẽ cố gắng để em quay cái library. Em sẽ quay cái thông số kỹ thuật ở đằng sau của âm ly để quý vị và các bạn có cái nhìn tổng thể về chiếc âm ly rất là nổi tiếng của hãng Sunsui này. Máy không có một vết, không có một vết chảy xước quý vị nhé. Đặc biệt là các mặt tiền, cái mặt phay nhôm của âm ly rất là đẹp luôn. Và ngay sau đây thì em sẽ quay ra cái mặt đằng sau của âm ly để quý vị và các bạn thấy được thông số kỹ thuật của chiếc âm ly này. Rất là đẹp luôn. Và chiếc âm ly này nó chơi ở trở kháng là từ 4 đến 16 ohm quý vị nhé. Và công suất tiêu thụ cực đại là 280W. Chơi ở điện 100V, giải tần là từ 50 đến 60Hz. Đây là trở kháng của âm ly. Và khi chơi về audio đấy thì các bác đừng để ý về cái công suất của âm ly mà quý vị và các bạn hãy lưu tâm về cái trở kháng. Bởi vì cái trở kháng rất quan trọng, còn công suất thì nó không nói nên được tất cả quý vị nhé. Bởi thế cho nên là quý vị và các bạn chơi audio thì quý vị và các bạn cứ để ý về cái trở kháng thôi. Trở kháng của loa và trở kháng của âm ly nó phải trùng với nhau, nó phải hợp với nhau thì chúng quý vị và các bạn ghép một bộ âm thanh sẽ rất là đẹp. Và chiếc âm ly này thì em xin thông báo lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 50 triệu. 50 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Vâng, vì thời lượng của chương trình có hạn, video ngắn của em xin phép được kết thúc tại đây. Trong quá trình em review và bình luận còn chỗ nào chưa được rõ ràng thì em cũng kính mong toàn thể quý vị và các bạn châm trước. Quý vị và các bạn theo dõi hết video, xin vui lòng nhấn cho em một like. Đặc biệt là quý anh chị và các bạn lần đầu tiên mà theo dõi được video của em, xin vui lòng nhấn tay vào nút đăng ký kênh, sau đó bấm chuông để không bỏ lỡ tất cả những video kế tiếp của Phượng Kỳ TV. Em xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Lời cuối, em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video kế tiếp. Thân ái, chào tạm biệt.